xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nhé. Ok, thì ngày hôm nay mình cho uống miếng nước ơi. Lấy vô, lấy vô. Thì tao canh đà. Lấy vô, lấy vô, trời ơi. Rồi ok, cái này mình thấy không giống bằng tử mọi người, mình thấy giống một ai. Mình thấy giống một cái kẻ gì đó mọi người, thấy không? Tóc mà cái nụ cười thì nụ cười kiểu phách lối mọi người, kiểu không phải hoàng tử. Không phải hoàng tử đâu. Rồi mặc đồ thì hở ngực, hở lơ rồi. Mặc đồ nu đe. Giỏi quá. Rồi gớ 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 cái nấm. Không được, mẹ đang quay rồi. Đợi mẹ chút đi. Màu tím nha. Màu tím, tóc ông này màu tím tím. Con nhớ cái ông này với bà ngồi trên miếng miếng chiếu bài không? Bài gì? Bà nhẹ với ông kia kìa. Kìa tới em đó nha con. Dạ. Thôi không biết đâu. Nói chung là tóc ông này màu tím. Sao mà thấy mấy chàng hoàng tử này làm như là chung thủy lắm hay gì vậy? Tím 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 không thích nè. Tím thủy chung à, không đâu. Trời ơi, nó lấy con Út kìa. Út ơi. Kể là xinh xến, kệ chó chơi đi con, miễn là nó đừng có đòi Út, đừng có quậy được. Để Út quay cho xong cái video này đi tính tiếp. Cái quậy hoài không quay được chỉ chứ một mình chứ. Rồi của Út ơi. Rồi mình sẽ sử dụng màu xinh sơn cho cái đôi bóp này nha mọi người nhé. Cài lên tóc đi con. Tóc con nhiều lắm, nó xô cài lên. Hai cài dùm cho. Út ơi, Út. Wow, thật là dính. Wow, mình cảm thấy cái đôi bóp màu xanh này sẽ đẹp hơn màu xanh lá kia mọi người. Mình thấy ok. Ok lắm nha. Thôi, đọc ra. Đó. Và cái mấy cái chàng hoàng tử này mọi người thấy là khá là dễ tô. Tại vì á mọi người, nó rất là ít chi tiết. Nó không có nhiều chi tiết á mọi người. Nó không có tùm lum tàn lan hết trơn mọi người. Dễ tô. Đẹp mà. Gì vậy? Cái gì vậy? Đẹp. Đẹp mà. Đẹp. Không hát xuống. Không hát xuống. Con quay quạt qua lên bển chút đi. Quạt gió hỏi cho mắt Út cay mắt Út quá. Ừ, quay lên chút xíu tạm thời quay lên đi. Đây hai cạp đưa cho. Cạp rồi đó. Chắc lắm rồi đó. Tóc mày nhiều lắm đó. Xong rồi, cái này sẽ là một cái màu hồng. Cái này ở trên đây là màu hồng, ở dưới là màu đỏ mọi người. Thì mình cũng sẽ tô giống như vậy luôn nha. Rồi, ơi, nó chạm vào cái điện thoại của Út lại rồi luôn nha con. Chàng ơi, mày lấy cái này của mẹ mày hoài. Mình sẽ tô ở trên màu hồng với màu đỏ ha. Út còn nó thử. Wow, tuyệt vời. Xuất sắc luôn gái ơi. Wow, đỉnh của chớp. Út quá. Đỉnh của chớp luôn. Kẹo quá. Nó kẹo. Quá trời dính tóc luôn rồi. Cài quá trời dính tóc thì mày giữ người ta. Gái mẹ thì mày thích ai giữ người ta. Gái mẹ ôi trời ơi, đẹp gái giữ gì ta. Wow. Wow, bông hoa màu chím vuông. Dữ dằn vậy cha. Tím mà tím xa lánh. Đúng rồi, tím xa lánh. Ai dạy mày vậy? Xa lánh. Tím thủy chung. Tím xanh. Xa lánh. Kìa em bóc cái hỏi Út là Út quánh con đó. Út nói rồi đó. Tại Út giao con su cho con mà con không coi su là Út sẽ giải cho cái đít con. Ui, giờ này là không thấy màu gì luôn mọi người. Giờ này là nhìn màu đỏ mà cứ tưởng màu cam thôi. Giờ này con mắt của mình nó bị mù lòa hay gì rồi. Giờ này nhìn quá gà rồi, nhìn nó không ra đúng màu nữa. Giờ... con à, sao vậy con? Đụng cái mấy quạt mấy chữ á. Đã nói được. Hở kia lại mẹ xíu, chơi đi. Nó muốn chơi gì cho nó chơi đi rồi hồi dẹp lại. Để cho nó đừng có la làng sùm cho quay. Trời ơi. Ê,
Đừng có nghe. Mẹ quậy, mẹ làm việc mà. Mẹ không thương nữa đó nha. Rồi, cái bộ này thì mình sẽ sử dụng màu này. Không mở nghe. Mở tao đánh mày đó. Mẹ không thương con nữa bây giờ ta. Ngồi về nhẹ. Đúng rồi, nhỏ này nó đúng cái màu phỏng gà mình cần nói. Nó cũng giống nhưng mà nghệ nó tươi hơn xíu. Nghệ nó ánh cạn, nó sẽ nhiều màu cam hơn màu này. Đó, thấy chưa? Chị ơi, sao nó thấy cái cặp lược nó dữ cái gì không biết. Chả tóc đi, tóc này nhiều lắm, nó chả đi. Nữa, mẹ mua cái quạt sạc điện mới được, để mỗi lần cái điện có sạc. Trời ơi, chở có bệnh không? Cái quạt màu tím hả? Nhỏ xíu, xíu mát. Không thấy mát gì chưa? Còn thấy mát không? Còn thấy mát gì chưa? Còn thấy mát không? Nực cũng chết. Không mát. Wow, mà mới cúp điện rồi, mình phải cần mát. Điện gì đâu mà cúp điện hoài không biết. Chắc là mới cúp điện sớm lắm đây. Bây giờ chắc con mẹ nấu nồi cơm cho tao nè. Nấu nồi cơm. Thôi khỏi đi, mai tao ăn bún. Mai tao mua một nửa cái bún tao ăn buổi sáng. Chiều tao hết tao ăn nữa chứ để mua lần cái bị thiêu. Sáng thức cái tao đi mua bún với miếng rau sống rồi gọi. Mày trả tóc tao tào lao đi, chút nữa tao gói nồi thịt luôn đi. Cục thịt, mua cục thịt 20.000. Đi luộc. Khi mà lên niệm nằm một hồi là nó hết. Nó bị cái vấn đề gì đâu á. À đau. Vô đây ngồi làm là buồn ngủ. Còn mình lên niệm nằm khoảng tầm 10 phút là nó hết. Đợi mẹ xíu mày dỗ con ngủ nha. Mày dỗ con ngủ rồi mày làm việc tiếp. Ồ, mày biết rồi, mày biết rồi. Mày quay xong mày dỗ ngủ rồi mày làm tiếp. Con ngủ thì mày làm. Con ngủ xong cái hả quay cho nghe. Không được rồi. Phụng á, hôm qua là có clip thì tôi mới không quay chứ hôm nay có clip đâu, phải bắt buộc phải quay thôi. Không quay nhưng sao clip cho ông nữa thế hệ. Nay không có clip thì không quay cái mai bị chữ. Mệt mỏi. Chắc chắn rồi. Mệt mỏi, xíu Phong không chữ tôi, có ông chữ tôi. Anh Phong người người kêu làm liền, rồi mình người nguyên làm liên tục mà thương chữ. Ok, thì video đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau nha, bye bye.